Xin kính chào quý bà con đến với kênh Giá Thanh Long của chúng tôi. Quý bà con yêu mến kênh, ủng hộ kênh một đăng ký và một like. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Phần tiếp theo sẽ là chi tiết bảng giá thanh long mới nhất của ngày hôm nay như sau. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 có giá từ 15.000 đến 18.000 đồng một ký, loại 2 có giá từ 11.000 đến 14.000 đồng một ký, loại 3 có giá từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký. Ruột trắng miền Tây có giá từ 8.000 đến 11.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, vỏ đẹp lần lượt có giá 15.000, 14.000, 13.000 đồng một ký, vỏ sàn lần lượt có giá 12.000, 11.000, 10.000 đồng một ký. Hàng dạt có giá từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có giá từ 15.000 đến 18.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng Muso có giá từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống 1-2.000 tùy thuộc theo từng vựa, từng thương lái và từng khu vực. Quý bà con vừa lắng nghe bản tin chi tiết được phát trên kênh Giá Thanh Long. Quý bà con ấn chuông và đăng ký kênh miễn phí để không bị bỏ lỡ các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Quý bà con hãy để lại bình luận bên dưới video để trao đổi về giá thanh long cũng như các loại nông sản khác. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.